người nữ người ta đánh trống khó gấp 10 lần người nam. Chị bên tu đạo không chị? Lúc mà thầy vô thầy cạo đầu xong, nó nói cạo đầu chưa xong đó con, về nhà hỏi vợ đi. Lúc đó thầy chưa có vợ. Thầy đang ly dị. Thầy nói thầy ơi con ly dị vợ rồi, con rồi, thầy cho con đi tu. Ông nào không được. Nói sao vậy thầy? Hình như con ly dị mà hình như con có đứa con gái phải không? Đâu, con có hai đứa là thầy, một đứa con trai, một đứa con gái. Mà thêm vợ của con có hai đứa nữa. Con về xin bốn đứa hết, bốn đứa đồng ý cho dượng cho ba đi, thầy cho con đi tu. Đất thầy! Ủa sắp kỳ với luật lễ gì kỳ với vị, có nghĩa là gì? Người nữ một trống khó gấp 10. Mà cái người nam mà khi muốn đi tu á, về hỏi vợ, mà vợ làm sao sao? Mình ơi, hỏi gì vậy? Mình đi tu em ở nhà một mình. Ủa sao lúc tôi ở nhà bà thương tôi, bây giờ tôi đi tu bà thương tôi. Trời ơi, Việt Nam mình dễ thương quá. Người nữ lúc nào gì đợi ông chồng ông đi tu rồi ông cạo đầu xong rồi nói lúc đó mới thương. Rồi bây giờ thì trở lại bên bệnh nha quý vị. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, nên tôi biết tôi đi tu luôn rồi quý vị ơi. Trời ơi, giờ này bên internet nó đứng nữa, thôi chắc tự tử luôn. Tôi thì thật đấy, hy vọng còn được 15 phút cuối cùng. Rồi gì đâu mà thầy chở gì lại cho em, nó hơi khấm ly khấy nhưng mà em hiểu nó cũng rất là dễ. Em đang ở cái tình trạng giữa cái Rule 8, bây giờ update cái Rule 10 dùm cho thầy là 1 2 3 4 1, cái cuối cùng là em ok, em sửa lại cái Rule của em được 1 2 3 4 5 6 7 8, thay vì 7 8 9 10 thì em 1 2 3 4 5 6 7 8 bực chen chắc, bực chen bum bum, bực chen chắc, bực chen bum bum, chắc chắc bum 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 bum. Đó, thấy chưa, cái cuối em double thành 4. Rồi làm thử Rule 10, thầy nghe Rule 8 rồi. Đó, Rule 8. Yes, cái đó Rule 10, hiểu chưa? Cái 2 đổi thành 4. Yeah. Rồi bây giờ Rule 16. Cái khó nhất. Yeah, cái này khó nhất. Ừ, cái khó nhất rồi. Thay vì có mình không để đếm được 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Đâu, cái đó là bắn AK. Lu, cái đó hay, nhưng mà cái đó là tempo của em, không phải tempo của nhạc. Hay chưa? Cái đó là tempo của em chứ không phải cái vận tốc của em vừa mới đánh. Cái đó bởi sợ, thầy sửa là sửa cái đó thôi. Em đánh đúng hết. Nếu mà separate giữa điệu và giữa rule em đánh đúng, nhưng mà nhập giữa điệu và rule em bị một cái tempo rule quá lẹ, rồi cái màu vẫn chậm. Có nghĩa là đếm dễ lắm. Thầy đếm 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, cho đến khi cái cầm lít có một xuống cùng. Giờ tập theo kiểu 1 2 3 4 1 2 3 4 1, là cái tay mặt của em khi mà đến số 1 em nhấn nó thôi, còn tắt cái tay bên trái nhẹ bớt. Dạ. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, cứ tập theo vậy. Dạ. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Đó, như vậy nó mới đúng. Yes, đó nó là như vậy. Nhưng mà cái khó là bây giờ làm sao mình rap ta. Em đang đánh bình thường, rồi em dẫn cái tim em nó phải vững. Bụp chen chắc, bụp chen bum bum, bụp chen chắc, bụp chen bum bum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Em phải cố gắng đếm bằng cái nhịp của em đang đánh nha. Dạ, bây giờ em thử nha. Thử. Dạ. Giải tiếp đúng, nhưng mà cái lúc mà transition từ cái điệu qua cái rule em ngập ngừng mất hết 1 2 nhịp đầu, tại vì của anh là bụp chen chắc, bụp à bum bum bụp, có nên rule liền không? Rồi em đang ngập ngừng em mất cái đó rồi, mà cái second half em đúng, thành ra phải connect luôn. Bum bum 1 2 3 4, bum bum 1 2 3 4 1, là đếm từ lúc đó, không cho nó cái gap gì hết, không có cho nó khoảng trống, làm đúng. Nhưng mà bị ngập ngừng từ cái đoạn bụp bụp bum bum bụp. Đúng. Nhưng mà cái chân bay nó hại em. Khi đó qua, khi mà qua bum bum
1, 2, 3 liếc cái chân bay ở lon, tại vì chân bay nó, em đạp thêm một cái nó dư nhịp. Khi mà bum bum 1, 2, 3, 4, 1 lo đánh tay thôi, rồi sau này mới bỏ chân bay vào. Dạ, yeah, đừng tay đừng bỏ chân bay là nó trì lại cái điệu của em. Bây giờ cho tay nó thông thả hơn. Bum bum 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Dạ. Yes. Đó có nghĩa là gì? Từ sau cái thơm đừng nó ngập ngừng. Sau cái thơm lâm chắc bụp bum bum 1 2 3 connect liền. Em thấy hay không? Thầy xin lỗi quý vị. Bây giờ em đã thông được cái này rồi. Dạ, hiểu rồi đó. Cái lý thuyết rất là hay. Thông là vô mình đang ở cái nhịp ấy, mình double nó lên. Bum bum 1 2 3 4 1 2 3. Thầy lúc đó thầy xin lỗi quý vị, thầy năm nay 70 rồi, ảnh mới có 30 mà. Thành ra thầy kêu lần đầu tiên ảnh làm chuyện ấy, thành ra nói tai nó không nghe. Còn thầy 70 đó, thầy càng nói chân tay của thầy nó càng không nghe. Có điều sau này nếu mình bỏ cái chân bay sao? Bỏ chân bay lúc nào được, khi mà em master cái tay rồi chân vô sau. Bây giờ cái chân nó bị trì trệ. Dạ, nhưng mà cái chân vẫn bỏ giống như cái ấy sau này. Bỏ như cái ấy thôi. Cái bay để giữ, cứ mặc em phang cái tay mà em phải xuống thì cái chân đi theo. Tay giải trước đi theo, thấy hay không? Mà cái chân bay của mình là lúc nào cũng vô số 1 phải không thầy? Chân bay vô số 1, bởi vì tụi mình giỏi về lý thuyết, thầy mình mới control kiểm soát được cái vận tốc của hai cái bằng nhau. Rồi thầy record cái bài cuối cùng cho em, muốn đánh sao cũng được. Thầy để em có cái bài cuối cùng em tập nha. Rồi bài cuối cùng là Thương về miền Trung. để dành tặng cho người ở Phan Thiết, tặng cho thầy ở Nha Trang và tặng cho quý đồng bào ở bên Việt Nam, từ Huế chạy vô miền Trung tới Lâm Đồng luôn nha. Rồi mình hướng về miền Trung nha. Bây giờ hướng về miền Trung, bây giờ em hỏi thầy cái câu hỏi cuối cùng, nhưng mà chắc có thể là em cũng còn quá sớm cho câu hỏi này. Khi em đánh bolero rồi thầy hát, nhưng mà cái lúc nào là lúc roulette? Em bây giờ em muốn roulette lúc nào? Bây giờ là mình đang còn tập sự muốn roulette lúc nào để cho nó lờn đi. Open up cái bài nhạc lên. Rồi bây giờ bên bển còn cái máy nào nữa không? Còn cái máy nào nữa không? Bên bển em còn một cái điện thoại hay một cái xa hỏi vợ, hay là mượn một cái laptop nào thì chỉ cho open up cái bài Thương về miền Trung cho này. Cái này là về cái technique ở ngoài thôi. Thầy sắp sửa hát cái bài này, biết cái chỗ nào mà rule thầy chỉ nói thôi, nó viết thành từng câu. Em upload lên cái bài đó đi rồi thầy giải thích tiếp. Mà không cần phải đánh theo bài, bây giờ không cần đánh theo bài. Em phang chỗ nào cũng được hết. Thấy cái chỗ nào mà mình thuận tiện nó vô để tập trước, rồi sau này phải tập đúng chỗ. Bấm cái bài Thương về miền Trung. Thương về miền Trung. Để thầy chỉ cho cách chỗ nào mà rule lên. Nếu mà em làm được ca sĩ, sau này em giúp cho nhà thờ đó. Là khi mà cái người ca sĩ mà tới nhà thờ ở Arizona, mà bữa đó trống sĩ á, nó đang hút thuốc, em xin vô cho Linh đánh để anh ra hút thuốc 15 phút đi. Em vô, em tự động em biết luôn. Dạ. Rồi bây giờ em có rồi thấy không? Đang mở cái bài Thương về miền Trung. Thì cái điện thoại mình đang xài nói chuyện với em vẫn mở được. Cái đó là em mở bên YouTube. No, đừng có mở YouTube, đừng thiếu, nó không có nói được. Em mở Thương về miền Trung lyric. Em mở bên YouTube lyric. Nó không có nói lyric nó viết thành lời mình biết. Dạ. Mở lyric. Bây giờ vô Google. Google thôi, mở chữ thêm Thương về miền Trung lyric. Đây là cái câu hỏi rất là thông minh, quý vị biết tại sao không? Khi mà bạn giỏi rồi phải cần biết cái chỗ nào để roulette, chứ không bạn cái nào roulette. Khi mà dạ, cái bây giờ mình không có biết cái chỗ nào mà đó, bây giờ mình còn đang tập sự. Trời ơi, 9 giờ là bà tụi nó đang xỉa răng em. Tiếng đang ngồi nhậu. Hay nói vậy.
trời ơi, tụi nó bay cả ngàn giờ rồi mà nó nghe tụi mình đánh, mấy nghĩ thông minh quá đi sau mình. Tụi nó đi 10 năm, mình chỉ có 1 năm thôi. Tụi nó mà 30 năm, tụi mình chỉ có 3 năm thôi. Nha. Có nghĩa là gì? Tại vì... Rồi, em ở đây rồi. Rồi, Lê Rốc nó có đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Cho đến khi thương nhân đổi lời, thì nghe chữ lời em mới ru lên. The end của một cái phrase. Chứ tự nhiên đang xót xa đôi đường em ru lên là bị ngang hông ca sĩ. Bốn câu đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em, chắc bụp bụp bum bum nắng mưa đêm ngày cánh chờ giờ xa đôi đường bum bum bụp người ơi bum bum bụp có về miền quê hương tuy sướng nước chảy còn vương bao niềm nhường cho nhớ đôi lời chắc 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 bum bum bụp bụp xèn đâu sao muôn trùng. Có nghĩa là cái lời cuối cùng chỗ nào mà cái lời mà người ta có chấm mà nó của cuối một cái lời một, lời hai, lời ba, chỗ đó mới rụ lên, giờ hiểu chưa? Nó rất là đơn giản. Nếu mà em có mặt á, thầy mình mới apply như vậy là son, mà thầy có mặt son đó, còn khi mà em nghe quen thuộc copy được một cái bài mẫu, tất cả bài khác giống nhau hết. Cái câu mà người ta đang ngân nga đôi lời là em rụ lên à, tại cái chỗ đó đâu hát nữa nha. Rồi bây giờ apply tự do vô để mình apply rồi sau này nó vô khuôn khổ nha em. Dạ rồi em cảm ơn thầy. Rồi bây giờ thầy hát thì record cho em để em có bài vở mà em học nha. Rồi bây giờ thì mình tặng sẵn mọi người, nó cũng là cái chương trình cuối cùng rồi. Rồi sau đây xin mời vị thưởng thức tiếng trống của Linh Nguyễn và đàn hòa âm đềm của thầy Duy Thành Tám. Các em đi trễ không sao, các em lấy xuống thầy cảm ơn, rồi ngày mai các em gỡ thẻ nha, để cho anh Linh và thầy được khoảng 200 thì tuần sau thầy mới kéo nó lên được. Tuần sau hình như nó mở cho thầy á là ngày 6 thầy tháng 11, nó hứa 6 thầy tháng 11 quý vị. Soi đêm trường,
chẳng em đã bao tu rồi vẫn lạnh lòng trái nơi ngàn phương. Mỗi khi trường chiều xóa nhỏ buồn hoa nơi phố phường. Mình ơi, nếu còn mặn trắng soi dòng ngớm nuối người còn ấm reo chiều buồn. Tôi vẫn còn thương sống lần lần ngồi đi năm tháng có hòa thương nhau đêm cao trắng trời đã tan lên đẹp đẹp lần người em biết chẳng em đã bao thu rồi vẫn lặng trái đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhỏ buồn hoa nơi phố phường. Mình ơi, nếu còn vẫn trắng soi dòng nước nuối người còn thắm reo chiều buồn. Anh vẫn còn bảo vô bà nhớ bảo hướng bảo vô không biết là sống bên em là bên thầy nhưng không sao là thầy đã record xuống được cho em rồi, thầy record đưa xuống được cho em cứ nhớ em bình tĩnh khi em đánh ấy á, thì nó dễ slip nó vô được, nhưng mà khi đánh sách tiền cẩn thận là bum bum 1 2 3 4 1 2 em tự đếm ở ngoài trước khi mà em lên cái bộ râm có nghĩa là gì nè, bụp chen chắc bụp bụp chen bum bum bụp chen chắc bụp bụp chen bum bum 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 bụp chen chắc bụp bụp chen bum bum bụp. Khi mà em thét xuống em thét cái 8 trước rồi em mới thét cái 16, đừng có dạy chạy vô 16 cái tay chân chưa đều. Bây giờ thầy từ 8 qua 16 này nha. Bụp chen chắc bụp bụp chen bum bum bụp chen chắc bụp bụp thầy vô 8 này bum bum chắc chắc bum 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 bụp chen chắc bụp bụp chen bum bum bụp chen chắc bụp bụp chen bum bum 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 thành 4 lần là em master được cái technique. Rồi sau đó thầy mới chỉ cho em ru lê trẻ, rồi ru lê mà nhịp chổi, rồi ru lê của triplet, mấy cái đó top up của những ru lê mà họ đang xài ở mạng. Mình chỉ cần 3 ru lê là mình bá chủ rồi đó. Bây giờ trong tuần á là em sẽ tập cái 8 8 với 10 cái 16 với 16 nhưng tập mà, cái đó. Nhưng mà em phải tập cái 16 á là em phải tập bằng miệng trước. Tập bằng miệng cái trước. Bằng miệng á thì mình mới làm tập bằng miệng xong rồi mình mới theo cái miệng của mình. Rồi mở một cái điệu ở nhà không có không có cái đờn keyboard. Nếu mà ở nhà có đờn keyboard cái rẻ nhất của keyboard 99 đồng thì trong trống nó có cái điệu sẵn, mình cứ lắp cái điệu lên mình nghe nó đánh trống, khỏi cần mượn một người trong sĩ. Còn không có em phải lấy cái track của thầy hoặc cái track ở trên mạng để là bolero hay nhất. Chương trình lúc đầu mà thầy mở ra cái cô đó cổ hát, thầy đang đánh bolero là thầy cả apply ru lê từ cái đó đây. Nhưng mà bây giờ cái keyboard của em á, nó em mở lên á em không biết cái chỗ nào để kiếm bolero. Bolero ở trong trống á, mình vẫn có thể kiếm điệu begin, điệu rumba. Có những cái đờn nó không để chữ bolero mà nó để là ấy biết cũng là bolero nữa, hoặc gọi là rumba island. Em có nó đề pop ballroom latin. Rồi cái rút của
cái rút của Latin á, đúng rồi đó, em đang vô trúng trúng cái làng âm nhạc của tụi bolero Begin rồi. Nó có là bossa nova. Bossa nova nó là cũng là tiền thân của những rumba, nhưng mà nó nằm ở trong những cái điệu mà relay chung với nhau. Mở cái điệu đó ra cũng đánh sample được. Bây giờ nó có bossa nova rồi reggae rồi. Reggae là disco rồi. Reggae là thuộc về rock disco rồi. Có nghĩa là em rumba xài được. Bossa nova 3, bossa nova 1, 2, 3 và cái salsa, samba. Samba mấy cái rút đó là liên quan đến thằng Lẹ như thằng Cha Cha. Chỉ lấy được begin, thấy chữ begin, B-E-U-G-N-E-I-N-E. Lấy được begin, lấy được 8 bit để mình practice cái roulette. Mà khi em thích roulette, chơi luôn 16. Bây giờ cái vấn đề là em không biết kiếm cái chỗ nào, mà bây giờ cái Latin đó thì nó có nhiêu đó. Thì group Latin hoặc là ballroom dance, em đi qua ballroom dance thì những cái điều ballroom này là nó sẽ bây để ballroom, ở trong trống có rumba, có bolero, cha cha. Rumba đây rồi. Thì bởi vì thầy biết là nó list ở trong cái ballroom là những điều nhảy đầm. Yes, em đó đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 thì em kéo cái thông. Hay quá thấy chưa? Đó, em vừa đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 nó đang set theo kiểu rumba. Thì em cho nó xuống khoảng 80 để em practice. Yeah. Thấy chưa, bây giờ em master được rồi. Bây giờ mình xuống khoảng 8 là mình bấm xuống số mấy vậy này? Bấm cái nút tempo để em kéo. Em bấm vô nút tempo, em dặn cái nó cũng như cái dial. Đó, nó xuống lên từ 80. Rồi mình mới đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Em thấy không? Nó vừa đánh mà thầy đếm vừa nhịp vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Em thấy không? Cái miệng của thầy xưng theo cái like thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Đó, em khi em mở cái trống lên, rồi em ngồi em practice bằng cái air drum là tự mình hát cái like đó. Trời ơi! Em may mắn là em có thêm một người bạn. Chứ mỗi lần Linh muốn đánh thầy còn đang ngủ hay không ngủ. Dạ, dạ, bây giờ là có cái này đó. Có nghĩa là nó nằm trong ballroom dance nha. Dạ, 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 dạ. Rồi, cho thầy request, giúp dùm cho thầy. Tuần tới là 10, đóng tiền dùm cho thầy cái van để triệt hai cái tuần cuối khi mà qua cái phá mới. Thì đóng ngay cái kia, tại vì Khang nó cũng đóng ngay đó, nó cũng vô luôn lớp trống. Thì Khang nó sẽ học từ em. Khang nó bắt đầu cái lớp 1 cũng y chang như em nữa. Thì cái mấy đứa mà nó học sau em, nó phải lướt cấp em, thầy đưa những cái lesson của em qua trước. Tụi nó học đi, rồi em học lại một lần được lớp của Khang, lớp em thứ 4. Thì lớp của Khang đầu thứ 6 là em học lại được nghiệp vụ. Mặc dù nó là đàn em của mình nhưng mà nó học trường Mỹ luôn em. Dạ, đâu có sao đâu. Nó học trường Mỹ, nó học trường Mỹ, thầy giống chị. À, thầy sẽ check lại cái bữa trước mình gửi bằng cái gì đó. Em gửi bằng gieo. Gieo, thầy thắc qua lại cho em đi. Rồi nó vẫn còn ở trong động. Rồi nha, rồi em giúp giùm cho thầy để thầy set up cái lớp của em. Cái khóa thứ hai là em chị Tina phải đợi 50 lớp rồi, tại vì chị còn có cái business. Em thầy cho chăm qua luôn, tại em học chung với chị Tina bây giờ. Cái người mà học 12 lớp đi với người 50 nó không có gì hết, hai chị em học đều giống nhau hết. Đúng, tại vì có nghĩa là gì, em more advanced có nghĩa là em chưa hiểu nhạc, em đi chậm hơn người ta 20-30 lớp không sao. Nhưng mà bây giờ short tới cái kia chứ không có cho short đằng xa nữa. Tại vì khi mà anh thấy short đằng xa là em chỉ đoán là thầy đang ở cái trống nào. Còn em thấy cái tay chân của thầy đang ở trống nhào nó hay hơn nha. Thì cái tiền nó dành cho cái khóa thứ hai, nhưng mà đóng trước dùm cho thầy để thầy set up cái fund mà thầy đi tiếp. Rồi thầy sẽ send ra cái account cho em nha. Rồi em có nói lời cuối dùm cho thầy. Em nói dùm lời cuối dùm cho thầy. Chào khán giả rồi mình đi ra em. Dạ rồi, em cảm ơn thầy, em kính chào khán giả, nhất là quý vị ở Việt Nam, chúc quý vị tránh cái bão số 9 này an lành. Nhất là những người miền Trung bão bùng, chúc mọi người được an bình. Rồi em chúc thầy ngủ ngon. Rồi thầy cùng anh Linh xin cầu nguyện cho quý vị và các đồng bào nào ở cái vùng miền Trung mình bão số 9 vừa mới qua. Thầy nghe một cái bài nhạc mà cái người quen thuộc quý vị đó là người chết hai lần thịt da nát tan.
Nhưng mà không đâu quý vị ơi, Chúa Phật không có để cho quý vị mà chết đến lần thứ 3 hay lần thứ 4. Ở bên đây cũng một cái tiểu bang đó là Louisiana. Thật sự quý vị ơi, bây giờ người ta chưa hốt được cái nhà mà lập là cái nhà mà nó hít lần thứ 3. Bên Mỹ còn thê thảm nữa. Các tiểu bang của ảnh là Colorado sát một bên. Nó cháy một lần trong một tiếng, nó cháy bằng 8 cái football field. Quý vị, football field là một cái thửa ruộng của quý vị mà nó cháy liên tục trong vòng một tiếng. Rẹt một cái là bao nhiêu căn nhà đi hết. Bên Mỹ họ cũng sắp bắt thang bang trong cái mùa bầu cử, điên đầu vì mùa bầu cử, thành ra vấn đề mà cứu quả hay cứu lục, cái này là tai nạn của thế giới. Chỉ có Chúa Phật, quý vị ráng niệm Chúa, quán cầu nguyện Phật, thì cái mọi chuyện nó sẽ qua như quý vị. Thầy cùng anh Linh, cùng tất cả bạn bè ở trên Facebook, cùng tất cả mà khoảng 200 người vào ngày hôm nay đó quý vị, đều cầu nguyện trong cái tôn giáo của chính mình, Amen, hoặc là A Di Đà Phật. Thầy cảm ơn tất cả quý vị. Đây là cái phần kế tiếp, câu chuyện cuối ngày. Câu chuyện cuối ngày hôm nay nó có liên quan vấn đề bảo quý vị. Trước tiên là thầy cảm ơn anh Linh, thầy vừa mới chép sẵn nên ảnh cảm ơn lại, khi cũng có một cái lời cầu nguyện. Quý vị, Chúa Phật muốn để cho mình chết dễ, quý vị. Nếu mà chết thì thầy đã chết cách đây 9 lần rồi quý vị. Lần đầu tiên thầy mới qua Mỹ, không mới vào biển biết lái xe sao quý vị. Cái stop sign chưa có quen. Tại thời thầy còn nhỏ bên Việt Nam 17-18 tuổi, chưa được lái xe hơi, mà khi qua bên Mỹ lái xe hơi, thầy thấy cái stop sign, thầy nghĩ cái stop sign
nó như một cái gì con đường, thấy Mỹ đen, Mỹ trắng, stop sign, đâu có đứa nào dừng lại. Thì đâu biết cái stop sign sau, cái stop sign đó chỉ cách một đoạn đường, nó là cái xe lửa quý vị. Khi mà thầy thấy cái xe lửa nó đang hú 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 hú, mà đang tiến đó mình, thầy chơi luôn một cái ga 60 lên đến 100. Thì thường quý vị ở ở Mỹ, quý vị biết cái xe lửa sau cái xe lửa là một cái khúc ngã tư. Trời ơi trời, số đất khét mà sao, A Di Đà Phật. Mình cứ ngu qua Mỹ mà chơi kiểu cao bồi, mà thác xịt là dân mà cởi ngựa. Mà cởi ngựa, không cởi ngựa thì cởi xe hơi. Mà xe thầy là Mustang nữa, Mustang là con ngựa. Quý vị nào ở Mỹ biết Mustang là con ngựa. Câu chuyện có thiệt quý vị. Khi mà thoát được cái stop sign, tại vì mình ngu, mình mới qua Mỹ học lái xe là chỉ biết lái xe để đi làm thôi. Nhưng mà thấy cái xe lên là lo lái, chứ đâu có biết lái, lo lái chứ không biết lái. Tránh được cái stop sign là mình đã phạm lỗi rồi. Tránh theo cái xe lửa là trời Phật đã cứu mình từ cái xe lửa. Nhưng mà không tránh được cái ngã tư, vừa mới qua cái ngã tư thì cái xe của ông Mỹ đen nó tông ngay cái bên passenger side, là chỗ cái người ngồi. Hên là bữa đó thầy đi có một mình thôi. Thì động một cái râm một cái xe đó, cái xe thầy không có bảo vệ được cái trớn, qua ngã tư. Thì cái xe nó tông, xe nó ngày xưa quý vị biết Mỹ đen là xài Cadillac không, mà xe nó là sắt là tốt, còn xe mình là mốt méo. Tông một cái, đụng một cái quá mạnh thì cái trớn của xe thầy thì đâm vô một cái nhà. Sau một cái nhà thầy đâm vô một cái mailbox, là trời Phật đã cứu thầy rồi, Chúa Phật đã cứu thầy. Lúc đó là sao? Con ơi, con ráng slow down, xe con nó bốc lửa. Thì tới cái mailbox rồi á, cái xe đã nói là con ngựa, mà con ngựa ngu. Thầy đã mua thì bây giờ sau này thầy có mua cũng sẽ mua lại xe Mustang để thầy thử coi. Lúc đó thầy xài vận tốc bao nhiêu, đúng là xe Mỹ rất là tốt. Nhưng mà thời đó nói đừng bao giờ nên mua xe Mỹ, nên mua xe Nhật. Tiền đâu mà mới qua Mỹ mà mua xe Nhật quý vị. Ví dụ xe của Mỹ nó là 1.000 đô, thì xe của Nhật không tin hỏi Linh con, tất cả quý vị nào ở bên Mỹ biết, mình có thể mua một cái xe Mỹ cũ nó là 1.000. Nhưng mà khi mình nhắm mấy anh mà xe Nhật trở lên, xe Pháp thì đừng mơ, 3.000 trở lên, giá gấp 3. Thật ra thầy phải mua chiếc xe Mỹ. Đụng tới cái mailbox, cái xe nó vẫn còn lết tới cái nhà. Trời ơi, bà con ngồi trước nhà quán mà bỏ chạy hết. Mà đụng ngay cái khu Mỹ đen nữa. Trời ơi, mà ngày xưa mà có Black Lives Matter chắc là thầy bị làm thịt rồi quý vị. Tại cái vùng thầy ở Louisiana, Louisiana là toàn là khu cưu lắc lên như cái Black Lives Matter. Ngày xưa nó không có Black Lives Matter chứ không một cái là thầy chết. Thầy không có cười thiệt quý vị, đúng là Chúa Phật cứu thầy 20 mấy năm gì trước. Giờ thầy nhìn lại, thầy là thầy không dám giỡn. Khi mà đã chết rồi thì thầy không còn ngồi đây nữa quý vị, chỉ cũng chả có làm được từ thiện hay bất cứ một cái gì hết. Thì thầy khuyên quý vị gì? Ai làm được gì từ thiện, quý vị làm ơn giùm. Kể mẹ nó, người ta làm từ thiện, người ta có lỡ mua một cái bóp, thì cái chuyện đó chuyện của người ta. Người ta làm từ thiện, người ta có lỡ mấy người kia đang ăn mì gói, người ta ăn một cái bánh ngon hơn tôm cua, người ta có ăn bận sang hơn tụi mình chút xíu. Kể mẹ nó, miễn là sao nó đưa tiền đến đồng bào của mình. Quý vị thấy người ta phát tiền không? 10 triệu, ai có 10 triệu mà đi phát cho mỗi gia đình. Mà quý vị cứ chửi mấy cái người phát, không dám chửi Đảng Cộng sản kìa. Nó đội cái 80 tỷ kìa. Nó đội cái 80 tỷ để làm gì quý vị? Để nó bỏ vô túi nó cho bà con nó, ta không phát đâu. Còn cái người làm được, quý vị đừng có bắt chước Cộng sản giật dây người ta làm chi. Kệ nó, vợ chồng nó nổi tiếng, kệ cha nó. Nhưng mà miễn làm sao nó làm được chuyện. Có quan trọng ở đây cũng như học đó quý vị. Cái quan trọng là quý vị học được. Còn thầy có nói nhiều hay thầy có nói ít là tại thầy phải giảng tường tận cho quý vị. Chỉ có anh Linh hiểu, chỉ có cô Thiên Na hiểu, chỉ có cô Khánh Thầy hiểu, chỉ có cô Thanh Xuân hiểu, chỉ có thầy Tuân hiểu, chỉ có những trống sĩ khác người ta hiểu. Còn những người khác nói trời thằng này điên. Trời ơi, nghề của nó lên đây nó túa ra hết thì làm sao tao dạy. Thầy con bị mấy cái thị phi đó, quý vị phải thương thầy. Thầy với anh Linh không có ngu đâu. Thầy với anh Linh không muốn quý vị trả một cái món tiền quá lớn. Chị Thiên Na cũng vậy.
Chị Nam mỗi lớp của chị 1.000 người, 2.000 người, 3. Không phải chị ngu, chị cho không đó quý vị. Chị không muốn quý vị trả tiền để học chung. Nó gọi là group. Nhưng mà vì chị học, vì anh Linh học để cho quý vị các em nghèo bên Việt Nam 300.000 em không có thầy ơi. Em đi lại lục mấy ông thầy 150, không ông thầy nào chửi. Còn chửi em nữa, mày không có tiền mày đừng đi học. Khổ lắm quý vị. Ở đời, thầy nãy đây nó có nói có hơi xúc phạm quý vị, thầy xin lỗi. Đàn ông không cần đẹp. Thầy có nói câu đó, thầy xin lỗi, thầy rút lại cái lời. Đàn ông tụi tôi cần đẹp lắm chứ. Thấy mấy người Hàn Quốc không quý vị? Trời ơi, mặt mày giống nữ. Nó chơi mỹ phẩm, đến nỗi mà vợ nó còn chán. Nó nói, trời ơi, anh đẹp quá, chắc anh theo mấy người bóng hết rồi. Thầy muốn đẹp, anh Linh muốn đẹp, tất cả người đàn ông muốn đẹp. Nhưng mà cái đẹp không còn quan trọng nữa. Cái miễn là sao mình có tài để mình kiếm ra tiền, hoặc là mình có sức khỏe để mình nuôi vợ, nuôi con. Đó là ý chính của thầy. Chứ ai muốn đẹp, trời, tôi muốn đẹp thấy mẹ. Năm nay tôi 70, tôi muốn làm sao mà tôi thấp chấp, tôi sửa chút này, cắt chút xíu, mũi tôi nó cao chút xíu, chân mày nó đẹp, con mắt nó hí, mắt cho thầy hí. Rồi bây giờ mà phải sửa ra cho nó bự, để lên cho hấp dẫn cho người ta giàu chứ. Nhưng mà không được như ý muốn quý vị. Giờ sao vậy? Thầy thấy quý vị thấy bất cứ người nào làm từ thiện, cứ để cho người ta làm. Đừng gì mà cộng sản nó giật dây quý vị, nói mấy con nhỏ này nó được lấy tiền của đồng bào gửi cho nó ở hải ngoại về cho nó, chắc nó nhét túi. Tại sao quý vị lại nghĩ như vậy? Quý vị có gửi được 100, 200, 300 ngàn vô mà quý vị nói con Thị Tiên hà chồng nó làm công dinh, hoặc là những người khác, quý vị còn thấy Lâm Thế Thành không, với con vợ nó Thí Diễm không, mà mình không nghe báo chí không? Có những người khác làm, thấy những người khác làm không? Những người khác âm thầm làm, mới bị chửi gì ai còn làm từ thiện nữa. Sống chỗ chửi mấy người cộng sản kìa. Trời ơi, sống ngập đầu kìa, nó trốn hết kìa. Nó đâu có cứu ai đâu. Còn người ta bị bão, bị lụt. Thầy khiến mà người ta không phải mà người ta quăng lại đồ hoặc là mấy cái bánh. Tại bây giờ cần tiền nhiều hơn là cần đồ ăn. Tại khi mà trở lại nước rút rồi, tiền bạc dễ giải quyết. Cái bánh đổi đường sao? Trời ơi, quý bánh rác của quý vị, tôi đói tôi phải ăn. Nhưng mà anh giờ đưa cho tôi, mỗi gia đình bây giờ có 10 cái đòn bánh tét, mà ăn không xong nó hư thối. Mà anh giờ có xe rác tới đâu, phải dục ngoài đường, quần áo bẩn hết bỏ bên ngoài đường. Nhưng mà tội là đồng bào ở miền xa, ở miền núi, không có cái quần áo, không có đồ ăn. Nhưng mà không có chịu xe nào mà chịu chở tới. Quý vị phải thông cảm từng mỗi hoàn cảnh. Bây giờ tới giúp người chưa xong nữa, làm sao bây giờ lên miền núi? Tội những đồng bào miền núi nữa, tại vì họ cũng là người dân tộc, cũng là người Việt Nam mình. Thôi bây giờ quý vị đem nó cái lòng bác ái của Chúa đi, và đem cái lòng từ bi của Phật đi. Đừng bao giờ soi mói chuyện của người khác. Người ta làm gì để cho người ta trải nghiệm, và người ta làm điều phước đức được, mình nên cầu nguyện cho người làm. Người ta làm và đồng bào của mình cũng vậy. Đồng bào của mình tội lắm quý vị. Có người mất trắng tay. Câu chuyện có thiệt, quý vị không đọc, nhưng mà thầy kể lại cho quý vị. Ông kia mượn của chính phủ 200 triệu, 200 triệu. Mà ông nói là trắng tay rồi, chắc ông sẽ tự tử, ông chết. Nhưng mà ông liều. Bữa đó ông sao ông gặp được con Thủy Tiên và công dinh. Rồi ông thẳng ông xin luôn: con ơi, con ơi, bác năm nay chắc bác không trả nợ, mà xã hội đen tới cũng giết bác, gia đình bác cũng chừng 10 người, chắc là bác chết con ơi. Tự nhiên mà câu chuyện của ông bây giờ thành headline là sao quý vị? Ủa? Đang cho mọi người 10 triệu, tự nhiên đem cho 200 triệu. Ủa? Cái người mà cần mình dẫn giúp, là mình giúp là cái phúc lợi người đó. Khi mà người đó mở lại cái nông trại đó, thì người đó giúp được cho gia đình và giúp được xã hội là gì? Để cái trật tự xã hội không bị cái tội mà xã hội đen nó vô nó bầm dập ông đó. Tại vì xã hội đen vô thì chính quyền nó không có can. Ông mượn tiền người ta thì ông trả. Mà thay vì mình mượn 200 triệu chắc mình trả thành tiền tỷ. Quý vị có nghe cái câu chuyện mà xóm tôi không? Mượn 1 triệu nha mày, 3 ngày mày không trả lời tao, mày 1 triệu 6 nha mày, trời, 3 ngày thôi. Quý vị cho coi mấy cái phim hài hoặc cái phim nói về xóm tôi hay là xóm trọ của tôi, quý vị sao hiểu được gì? Cái đồng tiền mà đi qua xã hội đen rồi quý vị trả không nổi đâu. Thì thầy khuyên quý vị,
Khi mà mình ngồi trên bàn phím, mình bàn về một người trống sĩ hay một người nghệ sĩ hay là một cái người diễn viên gì đó người ta làm từ thiện, thì cái lòng của người ta đi trước, mình quý trọng cái đó. Còn cái nghèo mà người ta làm bậy để Chúa Phật xử, tụi mình ngang hàng với ta làm sao mình xử được? Mình chỉ nói được cái miệng cho đã thôi. Quý vị đã bỏ được 10.000, 20.000, 1 triệu hay là 10 triệu cho ai chưa? Nếu quý vị bỏ được thì thầy cho quý vị nói, còn không bỏ thì đừng nói. Thầy đây thầy cũng im luôn. Thầy chuẩn bị một mớ tiền mà tiền riêng của thầy, thầy về tháng 11 này thầy cũng cho luôn nữa. Tại vì thầy mới nói với ở bên Việt Nam là gì, em ơi, bây giờ người ta đang cứu bảo lộ tự nhiên, có mình đem tiền mình đi vô mấy cái bệnh viện di động bị loãng, thôi cho nó qua cái cơn của bảo lộ đi, rồi mình phát tiền sao nha. Thầy cái người bên Việt Nam đồng ý với thầy, ừ thôi, ráng giữ cái tiền đó của thầy. Thầy sẽ nói cái ngày của tháng 11 bung ra. Tại tháng 11 nó có một cái ngày rất là quan trọng mà người Mỹ cũng như người Việt Nam, cũng những người nào mà đã từng ở Mỹ và từ du lịch Việt Nam và du lịch Mỹ sẽ biết là ngày gọi là lễ tạ ơn, Thanksgiving. Give là cho, chứ không có nhận. Khi mình cho là mình mang được một phúc lớn. Chúa cũng đã từng nói, chứ không phải là bên đạo Phật không, thầy mình bố thí tịnh tài cho những người người ta đang cần cái đó. Thầy định dự định là cái thay vì tháng 10 bị bảo lục, mọi người đang cứu bảo lục, mà mình đi làm cái chuyện nó khác đi vấn đề bảo lục, mình vẫn giúp người nghèo thì mình vẫn làm được. Thì thầy đã vớt cái tiền đó qua cho cái Thanksgiving. Cũng món tiền đó thầy giữ, mà tiền của thầy, thầy không có thâu từ của ai hết. Tiền đó là tiền của chị Tina cho, tiền đó là tiền của anh Linh cho, tiền đó là tiền của cháu Chi Khang đóng đó quý vị. Chứ thầy đâu có tiền nhiều đâu, nhưng mà thầy dẫn lúc, thầy đã nói với mẹ, cả mẹ đã cứu con cả ngàn đời, cả ngàn kiếp rồi, thành ra thầy phải làm. Nhưng mà đến khi làm, dù có ít hay là nhiều, quý vị cũng sẽ thấy tệ lắm, có 100 gia đình nhận được món tiền đó. Mà tiền thầy collect được những người học trò, họ đóng tiền. Chứ thầy không có đào đâu, thầy không có thăm đâm thuê chém mướn, thầy đi giật của ai, hoặc thầy không có nhận tiền của ai, quý vị. Thầy làm á, thầy làm mà mấy chục năm nay rồi, chứ không phải mới làm đây. Thầy đã suốt cuộc đời nghèo. Nghèo ở đây không phải là nghèo. Nghèo ở đây là sống kiểu trung lưu thôi, có bữa thiếu, có bữa no. Nhưng mà cuộc đời không bao giờ thiếu ăn. Ngày mà thầy mơ tưởng có hộp cơm, tự nhiên có hộp cơm. Thì quý vị ơi, tội lắm, bữa đó là câu chuyện có thiệt. Thì đang ở trong một cái trưa hè nóng, thầy nghe cái tiếng reng reng. Thì bên đó những người học trò cũ, hình như là trước mùa Covid, ảnh tên là anh Dư. Thầy ơi, em đi xuống thầy, mà sao thầy không có nhà vậy? Thầy nói, thầy đang nằm ở trong nhà mà thầy đang mê man, đợi Covid mà em. Covid đâu ai tới nhà mình, mà em gọi tới mưa. Anh đem cho thầy cái ổ bánh mì, thầy nhớ là chắc là cái ổ bánh mì. Anh đem vào ổ bánh mì, rồi anh đem cái ly nước. Thầy nói, hồi sao em nhớ thầy mà xuống? Trời ơi, cô thầy Covid mà thầy cũng lên dạy, em muốn trở lại học nữa, muốn trở lại học mà không sợ Covid đâu. Ảnh là đạo Thiên Chúa, thầy nghĩ chắc là đạo Thiên Chúa, ảnh tốt lắm. Thầy không bao giờ kỳ thị đạo, thì vợ thầy đạo Thiên Chúa, làm sao thầy đề kỵ được người Thiên Chúa. Thầy ơi, anh biết sao, em đi tự mỗi lần đi tính con đường, cái em ghé thầy, rồi chắc em bị ma nhập rồi, em bị tróc nhập rồi, chứ không phải thầy nhập. Thì quý vị ơi, nhiều lúc cái ổ bánh mì đó, thì cái người dân đồng bào miền Trung cũng vậy. Người ta cần cái ăn, mà sau cái ăn xong người ta cần tiền. Thì cái tiền để lợp lại cái mái nhà, lợp những cái gì mà mình mất. Quý vị đừng nói nữa, đừng nói nữa. Để nản chí tất cả anh em nghệ sĩ, cũng từ ở bên đây cũng quyên tiền, cũng đi hát quyên tiền. Rồi người ta có lấy bớt cắn xén để cho Chúa Phật xử. Mình tạo cái đó xào xáo chi, là để Cộng sản nó giật dây. Quý vị thấy Cộng sản nó không? Khi nó lên đài VT của nó là người của nó đi quay, còn mình á có quay, mà quay những cái lúc người ta đang ăn. Thí dụ con Thủy Tiên mà nói em đói quá, hoặc là anh Khương Dừa đây, anh nói em đói quá, cho nấu cho em miếng mì gói. Nhưng mà cái người ở trong nhà thương, khi mà Khương Dừa tới đâu có nấu mì gói, đưa cho dĩa cơm tấm hay đưa cái gì, nó trời ơi, ông này người ta đang bảo lục đây sao ăn ngon. Nó bị nhiều chuyện kỳ cục. Hoặc con Thủy Tiên, người ta đưa cho hai con cua, trời ơi, trong mùa bão lụt mà cô ăn mà ngồi ăn cua ngon vậy, sao bị khùng hả, khùng dữ vậy. Quý vị muốn thầy chửi thầy không?
thầy là người đang mạnh chút xíu nữa thầy chửi thầy, cái thầy khỏi tu luôn. Không phải đâu quý vị ơi, lúc đó đói quá có cái gì ăn cái đó. Người dân biển thì họ có con cua thì họ luộc con cua, nhà hàng nào mà có con cua sẵn, cái nhà nào mà có cơm tắm sẵn cho thương vừa ăn. Quý vị quá đáng, quá đáng. Thầy khuyên quý vị gì? Chúa Phật đều yêu thương, tại sao quý vị không theo cái gương đó? Do thầy nghèo quý vị chẳng chửi thầy thì nghèo thầy ngu. No, thầy đã nói rồi, anh Linh không có ngu, chị Thiên Nà không có ngu, ca sĩ Khanh Thì không có ngu, ngay cả vợ thầy ca sĩ Hồng Ông cũng có ngu. Trời ơi, thầy đưa bao nhiêu? Thầy đưa cho vợ thầy 2 triệu. Thầy hỏi lại giờ em còn bao nhiêu? Nó còn mấy trăm ngàn. Cái gì vậy? Em lỡ em cho bên từ thiện á. Thầy ở đây thầy còn la làng đó. Đó là tiền đó, tiền ăn của bà sao mà bà điên hả? Nhiều lúc đó thầy lúc lại lời hứa thầy nói trời ơi sao mình nói con nặng với vợ mình. Mình là cái người không biết điều. Thiệt, thầy không biết điều. Thầy nói anh đưa cho em thầy trong mùa bão lụt, anh đâu đưa cho em là anh đưa lại hội từ thiện. Bây giờ mình còn nghèo, mình không giúp được, mình bố thí pháp. Rồi thầy mới chỉ cho vợ của thầy bên Việt Nam nói thôi mình bố thí pháp, em kêu gọi mọi người đóng góp hoặc là cầu nguyện. Thì cổ mới đai vớt vào cái phần cầu nguyện. Trời ơi, đưa nhiêu? Đưa 2 triệu, cứ cho mẹ 2 triệu, còn có 300 ngàn. Nói trời ơi, trời. Tánh vợ thầy y chang như thầy. Ngày kia, 10 năm trước, vợ thầy là ca sĩ, cái mình cũng đi làm như Thiên Anh ơi. Nhà mình còn có 2.000 đô. Thì cứ còn 2.000 đô. Mẹ thầy lấy 1.800, thầy cúng hết. Bả la làng, bả nói, trời ơi, nhà có 2.000 mà anh cúng hết 1.800 nữa. Tôi nghĩ tôi cũng ngu thiệt ha. No, nhưng mà em quên một điều. Anh vừa mới cho 1.800, tự nhiên trời Phật cho mình lại 3.000, em không nghĩ cái đó sao? Cổ không nghĩ được cái bài toán đó nữa. Thì ngày hôm nay thầy cũng nói với vợ của thầy là Hồng Ân vậy. Khi mà anh đưa cho em 2 triệu, em chỉ cho được 1 triệu thôi. Còn 1 triệu để dành lại, bão nó tới nữa, còn nhiều cái bão nữa chứ không phải một cái bão. Nhưng mà nó chưa đụng tới mình. Rồi lỡ mà em đi ở ngoài đường em đạp bánh tráng hoặc em té rồi ai lo đây? Anh bên Mỹ à, giờ cái mùa Covid không kiếm được tiền nữa. Thôi em ráng, em thách khe bên bệnh, anh còn thách khe bên đây. Nợ nần bên đây là anh phải chịu cho mình. Nhưng mà cứu người phải cứu mình trước, rồi mới cứu. Trong học tụi mình không ngu, anh Linh không ngu, chị Thiên Nà không ngu, vợ trước của thầy ca sĩ Khánh Thùy cũng không ngu, vợ bây giờ của thầy Hồng Ân cũng không ngu. Những người đó vì quá thương, quá thương chúng sanh, có nhiều cho hết. Thầy quý vị ơi, câu chuyện ở đây là cái câu chuyện thầy muốn quý vị ai làm được chuyện gì từ thiện để cho người ta làm. Còn nếu mà người ta có lấy tiền của người ta, người ta bỏ túi, thì người ta hổ thẹn với trời Phật, chứ không phải chính mình. Tụi mình làm được gì cứ việc làm theo cái bổn phận. Mình không có tiền, mình bố thí pháp thôi. Chỉ có một cái giải quyết đó thôi. Dùng cái lòng bác ái của Chúa, dùng cái lòng từ bi của Đức Phật, mình san sẻ cái niềm vui, cái hạnh phúc cho mọi người. Không có tiền thì làm cho được không tiền, khuyến khích mọi người cầu nguyện. Amen. A Di Đà Phật, cầu cho đồng bào của ta thoát được cơn số 9. Sau cơn số 9 này nó còn cơn số mấy nữa? Zita mà nó mới giờ vô mà nó lợn thầy chứ không thầy, đây là coi như là thầy hốt luôn á. Cả tháng ai vô vậy đấy. Nhưng mà thầy được nhờ được cái phước thầy nhìn được xa, và nhờ được thầy có những người học trò thương thầy, thầy là thầy không bao giờ đổi hết. Tại kiếp trước thầy đã cho họ ăn rồi, kiếp trước thầy đã lo cho họ đầy đủ, thì kiếp này khi mà thầy lao đao, thầy khốn đốn, họ đến họ giúp thầy, họ trả lại cái nợ của kiếp trước. Chứ mình không có cái gì cái duyên mà gặp được những người tốt đâu quý vị ơi. Sống đây chết mai, đừng bao giờ nghĩ đồng tiền mình cầm giữ rồi mình chết mình đâu đi theo. Thành ra nói như nữ ca sĩ Khánh Thùy, anh có 2.000 cho hết 1.800 sao ngu vậy? Rồi rớt rồi thầy mới nói mình ơi, không có như vậy đâu. Em đâu có biết là trong băng mình còn 200, nhưng mà chỉ có 2 tuần nữa cái người mà đóng tiền kế tiếp là 4.900. 4.900 quý vị biết ai? 4.900 là cái người đó là anh Dũng Dennis á, gửi cho thầy một cái check 4.900 đổi từ tiền pháp qua. Những câu chuyện có thật quý vị.
Nhưng mà vợ thầy lúc đó nói sao anh ngu quá. Lúc đó thầy mới nói đâu anh không có ngu. Cái này là trời Phật hướng dẫn cho anh. Nếu mà anh giữ cái đồng tiền này thì cũng như không. Anh là giữ cho vợ chồng mình thì cũng anh cũng không có được tiền. Có nghĩa là quý vị, khi mà quý vị cho ra 1 đồng, quý vị sẽ nhận lại được 10 đồng, 100 đồng. Chúa đã nói, Phật đã nói. Đừng vì một lý do đó mà trong khi thấy người khác đau khổ, quý vị vẫn giữ tiền. Ở tại sống chết mặt bay không có đâu. Thầy đã từng làm và thầy thấy cái kinh nghiệm đó rồi. Thầy truyền lại cho quý vị. Cũng như những cái gì mà về trống, thầy chỉ giỏi về trống, giỏi về kêu guitar, thầy truyền lại cho quý vị. Có nghĩa là thầy truyền từ cái tâm. Nếu mà thầy muốn ăn tiền quý vị, thầy kéo cho quý vị cái lớp đó mà quý vị sẽ trả tiền không nổi đâu. Quý vị còn nhớ ngày xưa mỗi cái lớp mà của thầy Hoàng không? Mỗi cái lớp của thầy Hoàng trung bình là trả 200 đô. Trung bình là trả 200 đô tại cái lớp của thầy Hoàng là 3 tiếng. 3 mà nhân 75 ra nhiêu? 200 mấy không? Cái lớp của ca sĩ Triệu Thắng một tháng 3.000, một tháng 3.000, một tháng 3.000 mà chỉ có 4 tiếng thôi. Một ngày học 8 tiếng, dễ sợ chưa? Một tháng 3.000 mà một ngày học 8 tiếng chứ không phải học 1 tiếng. Anh Thắng anh lách hai cái break, anh nằm ngủ tại nhà thầy, hát cái đợt đầu 4 tiếng, hát cái đợt sau 4 tiếng. Mà nhờ đó mà thầy qua khỏi cái mùa Covid. Bây giờ anh Thắng anh đã đi rất là lâu rồi. Anh quên cái lời thầy đối với thầy. Thầy cu mang em vô. Em cảm ơn thầy. Em ở đợi với thầy. Nhưng mà thầy không tin cái lời đó của anh Thắng. Tại anh Thắng anh chỉ bám những người nổi tiếng thôi. Anh cầm tới khi anh quên thầy rồi. Nhưng mà Chúa Phật đổi dục cho thầy những người tốt hơn anh Thắng. Thầy không có cái gian xảo như anh Thắng. Mặc dù lấy tiền Thắng rất là dễ, 3.000 đồng một tháng. Trong khi thầy lấy quý vị chỉ có 1-2.000 đồng mà 3 tháng. 1-2.000 đồng mà 3 tháng. Rồi, trong cuộc đời mình, người nào mình yêu thương? Cha mẹ trước. Cha mẹ là vị Phật trong nhà. Bây giờ quý vị đừng có nói gì xa hơn đó. Bảo luật hay không bảo luật, cái luật của Mỹ, khi mình di tản, mình thể đeo cha mẹ. Rồi sau cha mẹ là con cái, chồng vợ. Ngay cả luật Mỹ nó pass Florida, kỳ đó đau thương, bỏ ông bà nhà, bỏ con chó nhà. Trời ơi, ông bà mà bị ngộp nước chết, con chó chết. Luật tiểu bang Florida nói luôn, phán luôn một câu, đứa nào mà thằng nào, con nào mà di tản mà bỏ người già nhà, tao thạc cho ở tù, kể từ đó là tất cả những người già được cứu và những súc sanh. Súc vật như là con chó, con mèo, con chuột hay gì, con thú mình nuôi trong nhà được đi. Làm sao mình thương được chồng mình, làm sao mình thương được vợ mình. Sử dụng cái thông minh nha. Trời ơi, quý vị cái gì cũng biết hết á. Nhưng có biết điều không biết. Tại sao phải bỏ cha mẹ lên. Cha mẹ giữ, ba má giữ nhà giùm cho con nha. Xong bảo rồi con trở về, sao ác vậy. Phải chở ông bà đi luôn. Con chó nó nhìn mình, đâu biết được không. Trời ơi, tía má sao bỏ con. Con chó mà khi nó sợ đó, thầy thấy cảnh mà quay đó quý vị, con chó mà nó thấy người hàng xóm qua, nó chạy lại, nó mừng, nó tưởng là chủ nó. Khi mà người ta tới cứu nó mới biết là ông bà già trong nhà ngập nước. Quý vị, những câu chuyện mà mình không nghĩ là con người đối với con người như vậy. Thì dù có bất cứ cái gì, quý vị mà làm bản thiện, quý vị sẽ được lên cõi trời hoặc là sinh lại cõi người mà thật là xinh đẹp. Thầy cầu mong cho quý vị làm được những điều thiện để quý vị còn biết có kiếp sau. Quý vị thật là giàu sang, quý vị thật là đẹp. Đẹp hơn thầy, đẹp hơn anh Linh, đẹp hơn chị Khánh Thùy, đẹp hơn chị Thiên Nga. Và quý vị là giàu có. Thầy cầu nguyện dùm cho quý vị. Cứ việc làm thiện nha quý vị. Mình có nghèo cách mấy đi nữa, mình vẫn có bố thí pháp được. Mình không có 1 triệu thì mình cũng có được 10.000, không có 10.000 mình cho tiền ăn xin 5.000 cũng được, cũng là cho cái tấm lòng nó quý hơn. Có những người giàu, người ta cho mình không phải là người ta ngu, người ta cho mình có nghĩa là người ta quý mình, người ta không muốn mình gánh nặng cái món tiền quá nặng mà mình không có để cho người khác như quý vị. Rồi, thầy xin xuống, đêm cũng dài rồi, thầy còn cái lớp ngày mai. Cái lớp ngày mai interesting lắm.
Quý vị học chung với anh Mười. Anh Mười năm nay cũng gần 70 tuổi. Thì quý vị học một, quý vị hiểu 10. Anh Mười học 10, hiểu 5. Nhưng mà nó không thất thoát gì quý vị. Nhưng mà sau này khi anh Mười mà anh hiểu được một cái điều á, anh sẽ đánh dẫn quý vị. Thường cái người già nó khác với người trẻ gì, thầy báo cho quý vị biết. Người già ta học chậm một chút xíu, nhưng mà cái gì nó cũng cứng. Tại người ta thường nghĩ là gì? Thưa thầy, thưa bạn, thưa quý vị, tôi không còn thì giờ. Thành ra cái tôi học mặc dù nó chậm nhưng mà nó chắc. Còn quý vị mà trẻ như thầy, như anh Linh, như chị Thiên Na, ca sĩ Khánh Thùy hoặc là vợ của thầy, khi học hay làm một bất cứ gì đó, thôi chơi xả láng đi, sáng chạy bộ. Không đâu quý vị, người già đó, người ta không còn đủ cái thời gian. Thành ra người ta chậm một chút. Nhưng mà được cái thầy chiều cho ảnh là thầy, thay vì thầy giảng cái subject đó là 5 phút đối với anh Linh, đối chị Thiên Na, thì thầy phải giảng cho anh 15 phút. Quý vị sẽ coi cái lớp ngày mai vậy. Thầy giảng nó rất là lâu, nó lố luôn cái giờ của thầy luôn. Nhưng mà cái giờ nó không còn là quan trọng. Cái tình cảm quý vị có được lên coi được cái trống, mà coi được cái tình người trong trống nha quý vị. Rồi thầy cảm ơn quý vị. Thầy chúc quý vị và các bạn khi mà xem được cái chương trình này, bấm một cái chút chia sẻ để chia sẻ những câu mà thầy vừa mới nói, chia sẻ những cái lớp học, rồi ngày mai gỡ ra cũng được. Thứ hai nữa là để lại cái sự cầu nguyện, để cầu nguyện cho đồng bào mình. Chưa chắc gì mình không cầu nguyện, rồi mốt xảy ra cho gia đình mình, ai cầu nguyện cho mình đây? Thầy nên nhớ, khi mình làm được cho mọi người thì mọi người làm được cho mình nha quý vị. A Di Đà Phật. Amen. Bye bye. Gia đình thầy cũng ở miền Trung xuất thân. Thầy không muốn là mình đau đớn cái gia đình mình. Ở miền Trung không có giàu được. Rồi kể từ đó ba má thầy mở lập nghiệp ở vào Sài Gòn ở Thị Nghè. Mở cái tiệm cầm đồ trước, sau đó là tiệm vàng. Thì đừng bao giờ nói với vị là chưa bao giờ nghèo. Thì thầy viết bài này, lúc đó thầy chưa biết ba mẹ thầy nghèo. Nhưng mà coi lại những cái diệp bút mới thấy rõ là ba mẹ mình nghèo thiệt. Tại ở miền quê làm sao mà giàu như thế này. Rồi Di Đà Phật. Đây nhạc phẩm thầy sáng tác. Cảm ơn ba mẹ. Xin mời vị thưởng thức. Cái trong cái đoạn giữa là lời của ba thầy trước khi chết nói: con ơi, mình giúp là những người kém may mắn. Thầy không ngờ cái câu đó mà bây giờ thầy post vô thành nhạc. Bác của tôi nghèo cũng đủ sống, phải lo tận đạo nhìn phần ấm nuôi con, ba mẹ nuôi tâm huyền, ba dần tinh thần còn trắng trong. Ba mẹ tuổi nghèo nhưng vẫn sống, không tiện ba má nhìn phần ấm. Dầu giá dưa cà không nương mắm ăn chay quý vị. Đạm con thơ dài vẫn thiếu ăn. Ba ơi ba ơi, ba đem hơi thở nuôi con trẻ, lặng lội đi làm suốt canh thâu, từng bát cơm mua. Hãy subscribe.
không không ba ơi, con đi Hồng Kông để làm MC si. Nhờ ba con mới biết đường bay vắng. Cảm ơn ba con biết về tiếng Việt em như lời ru mẹ hiền lúc canh tàng. Với ba con không tròn chữ yêu, với mẹ con không nói đường lòng. Nếu ngày tháng cứ trôi điều vô tình, lời ca này con nương mắng bên trong. Cái 12 thập nhị nguyện là 12 thệ nguyện của quán Thế Âm.
khi quý vị mà làm cái người thương lái mà thì quý vị đi qua một cái eo biển nào đó có thể đắm thuyền, thì quý vị niệm danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm, tự nhiên là sóng gió đều nó êm lại. Thì hiện tại Việt Nam mình cầm cái đó đó quý vị. Thôi thầy mời quý vị nghe thử 12 tập di nguyện của Ngài Quán Âm, cái linh ứng của Ngài làm gì mà nó có liên quan mà người trần thế gian đều biết. Mẹ có thể, ngay cả mẹ Maria cũng được, thầy có làm bài mẹ ra, nhưng một dịp khác thì cho quý vị nghe thầy làm nhạc về Đạo Thiên Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay thầy muốn giới thiệu quý vị trong cái linh ứng 12 lời nguyện của Ngài. Nếu mà quý vị nào mà hiểu đạo đó, là người ta sẽ cầu nguyện Ngài Quán Thế Âm mỗi lần mà khi mà sợ gặp một cái tai nạn mà người ta không nhìn thấy. Đây là 12 lời nguyện của Ngài Quán Thế Âm. Điều này ngày xưa mà lúc Phật Nguyên Thủy người ta gọi là điệu bolero quý vị, mà ngày nay thì nó không có giống. Thầy cho ông Nam Mô Hiệu Viên Thông, danh từ tài Quang Âm Như Lai, Quảng Giang Quảng Thế Nguyên. Nam Mô những Di Đà Thọ Kỳ Nguyên.
vang trong tâm hồn mình người ơi. Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Anh đi chinh chiến qua bao năm trường rồi miệt mài, và hồn anh mang vết thương trên áo. Đêm đêm vòng về rừng sâu, rừng rừng em trong tay nghe hồn khóc đến rừng mơ. Bâng khuâng nghe súng vang trong xa ngừng đầu, nghẹn ngào cho non nước tôi trăm ngàn u sầu. Chiến đấu tiêu diệt quân thù bao tàn, thế hơi hành lang nghe người dân hiền, người dân thương đang còn ưu tiên, còn tiếng khóc đi bao đêm trường. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rừng mơ. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thành bình. Bao giờ thành bình?